Nè cho lớn hết rồi. Hai xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha. Tại ngày hôm qua bạn mình không có ra video được là mình muốn nói các bạn một chuyện buồn, thì mình cũng không giấu gì các bạn. Ngày hôm qua mình với anh Cảnh đi tập thể dục. Mình cái túi mình thì nó cạn á các bạn. Cái mình để cái bóp ở phía sau túi á, mình chạy xong rồi nó gớt rồi, mình không gớt, không biết gớt ở đâu, mình cũng đi tìm này kia các kiểu không gặp luôn các bạn ơi. Tìm đến 6 giờ tối luôn. Thì trong bóp thì mình chỉ có giấy tờ của mình với lại tiền này kia thôi. Thì buồn thì cũng làm được gì thì cũng đã mất rồi, thì mình cũng sắp xếp thời gian mình đi làm lại giấy tờ của mình cũng hơi bị lâu, nhưng mà thật sự ra thì làm thì làm nhưng không thể nào mà bỏ lỡ video hàng ngày các bạn được. Mình sẽ cố gắng giao video thật đều cho các bạn xem nha, cho đỡ buồn nha. Thì một chuyện thì cũng đã qua rồi, bỏ qua một bên đi, thì mình sẽ tính chuyện hôm nay nha. Chào Lợi nha, đặt bắt đầu chào Lợi nè. Hey, xin chào mọi người nha, mình sẽ trở lại đây. Năm gà mình biết các bạn buồn nhiều rồi đúng không, nó sẽ cho các bạn vui lại, nhưng mà vui một cách nào thì các bạn sẽ biết nha. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ căng tên với các bạn. Bữa nay thì anh Cảnh anh đi đi chơi rồi, không có nhà, thì bữa nay mình sẽ cho anh bốn đứa kia các bạn. Thì mình có nghĩ ra một ý tưởng rất là vui, nói chung là cũng về tâm linh nha. Bữa nó cho anh tâm linh đúng không, bây giờ mình sẽ trả thù lưỡi gan vậy đó các bạn, cho nó khỏi cho anh chưa nữa, cho nó sợ. Bữa nay cái gì mình phải bị ép vô đường cùng quá mình phải dùng thôi các bạn, đúng không? Bây giờ nếu mà cho như thế nào á thì các bạn sẽ biết thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ, một số đồ để mà mình cho các bạn. Thì bữa nay chỉ có mình thôi, còn mấy đứa kia thì sắc mình sẽ điện cho nó ra nha các bạn, đợi mình tí. Thì cho bạn coi này nè. Đó, thấy chưa, đại ca tôi ra nè, hai con. Bữa bạn biết cái bài chó không? Không biết đâu Lợi đẻ. Cái ở đâu người ta có đồ ăn người ta đem lại các bạn. Nãy lớn rồi nè, thấy không? Nguyên bày luôn kìa. Cái gì? Phải mình chó lắm nhưng mà ba mình cho nuôi. Thương á. Có đồ ăn mà đem qua đây cho nó ăn không à? Mình sẽ điện quy nha các bạn. Bữa nay mình cho nó dặn dò bữa nay. Dám làm cho mấy bạn tôi buồn, chết với tôi. Sợ rằng một ngày không còn em bên mình, cuộc tình tuyệt vời tan thành mây vô hình. Bữa nay tôi nói tôi buồn, tôi đi nhậu với nó làm gì. Ê, nghe anh em buồn quá, ra đây nhậu với anh ơi. Nó giờ anh nhậu cũng nhiều rồi, nó quên tụi bay, lỡ tưởng đâu tụi bay mệt, tao không ngủ này quá buồn rồi, đi ra đây nhậu chung tao nè. Nhà tao chứ đâu, sao hè nè. Ngồi nhậu, nãy giờ tao nhậu, nãy giờ tao ngồi nhậu với ông nội nào á, lại đây kiếm tao sáng giờ tao thấy gì tao rủ nhà tao nhậu, nãy giờ ổng kêu tao rủ bay ra nói chuyện gì á. Kêu mấy đứa nha, gán kêu Sưng với lại rước tao béo vô nghĩa vô luôn. Tao giống đợi đó. Đố các bạn biết cái ông đó là ai, chúc các bạn biết. Anh đi nha mấy đứa, ngủ đi, chiều chiều có đoàn đem qua cho mày ăn. Để bài bán gói xoài 5.000 gì đây còn hả? Ê bạn thôi ghi vô nè. Thôi chút gì em Sưng ở nhà hay gì? Ê chút qua bạn. Bạn tôi mở hàng đắt đó các bạn. Bạn tôi mở hàng quá rồi, bán sạch bách bạn. Nay bỏ về tao không gặp tôi mở hàng rồi. Hải mở hàng đắt lắm đó nha. Trời ơi, ghê chưa. Đi về. Đi vô. Ok, cảm ơn Tám. Các bạn xoài nha. Xoài các bạn nào mà bị bao tử á, sáng nó quất cục xoài vô đỡ các bạn. Hello mấy đứa. Hello. Ăn nha. Ăn xoài tốt sức khỏe bạn. Thì được bao tử các bạn. Đây anh 4 lon bia. 4 lon bia. Sài Gòn. Có bia nha bạn. Chơi bây giờ thiệt chứ nó mới sợ mình. Trời nghĩ sao mà đừng bao giờ mà biết để người ta biết mình sợ cái gì, để không thích cái gì. Đợi giờ nguy hiểm lắm bạn. Bây giờ dám làm fan tôi buồn đúng không? Chết với tôi bữa nay. Bây giờ chắc mình nhờ ba mình với mình chơi các bạn. Ba. Gì? Ông giúp con này cái ba. Cũng như là con ngồi nói chuyện với ông khách đó mà không ai chứ có ông. Ông bển ông giả người vô hình ông ngồi ông chọi đồ qua đi. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Mày nói phải không? Nói. Rồi tao cho con cái đó nhỉ. Để con giấu camera. Ba mình sẽ bển mình sẽ ngồi ở đây. Sẽ dọn bàn chén ghế bạn. Tao có chén đũa đàng hoàng mới. Bạn thấy đi càng là nó suối con mà con mình cho nó mình bữa nay hai cha con mình chơi cho mấy thằng ba. Ba tôi mặn quá các bạn.
con mình làm quà nha. Vui bị thiệt tao mới tin. Mình bỏ hai chai nước mắm ra ra mấy em. Để thầy chọn nước mắm nó thua đầu nó. No no na ka de canta ta me ha me te me kara ka arone han ku mi san tu mi ho sa tao mi ta da do mi ho mi ho mi he sa tang mi kang sa tao ro hao mi ra de ke ta ta ro han ka ra me ta ya tao sa pa ke ta te ro ka mi ka te ka ta ra ka ai nghe nghe mày uống cái gì ta ông chú nghe kìa ơi có ai biết ai đâu uống thôi. Tôi cũng đâu nói gì đâu mà nó nói xử tôi. Thằng Cương nó càng nói xử tệ. Đúng rồi. Có đâu mà. Có đâu anh. Vậy là ngày mai 7 giờ thằng Nghĩa đi. Đi đâu? 8 giờ tới thằng Huy đúng không? Trời, đi đâu trời? Còn 3 giờ chiều rồi tôi béo đúng không?
8 giờ đi tóc mà có đi đâu 7 giờ. Ngày mai là tôi béo bị cái gì mà đi. Mày thì tôi béo. À, bị gì? Biết thằng né. À, bị sida đúng không? Trời, cái chơi gì đâu mà sida. Sida chết đúng không? Tương mà lấy mà sida luôn rồi. Còn xương biển gì? Cái gì mà trời quậy kìa. Xương biển tâm viên bẻ cổ đúng không? Ok. Đi thôi đi. Không làm gì đâu. Tôi chưa tỉnh, tôi chưa tỉnh đâu. Thái, tôi không nghe nè. Mới chỉ ngày mà. Đừng bao giờ mà động tới anh em tôi. Nhưng mà tụi nhỏ thì cứ bắt đi. Có đâu? Đấy, đâu rửa mặt không cái ai? Rửa mặt coi chùa mặt ơi. Gì vậy? Rồi giờ tôi điện mà chưa đi ra đó. Trời mưa xuống ruộng cây cài, một cô nhà trai bãi ngày thành cho. Bệnh cô bụng bự đít to, mắt vàng môi tím mau lo quan tài. Trời ơi trời ơi. Ngồi về giống hệt quay thai, thương đi như vậy hàng hai hàng. Vô đi anh em. Được rồi, nghỉ uống đi. Ông bà nấu đây cho con xin. Nghỉ đi. Cái bữa tôi đi gạch giá. Là cái bữa đó là ông nói là ông chưa tôi có gian đúng không? Tới cái gạch giá là ông có gian lên xe tôi rồi tôi cũng tôi đồng cho ông có gian tới đây. Đây ông muốn làm gì tôi cũng làm cho ông, mà tối ngủ nhà tôi. Còn tôi gì tôi cũng nói cho ông nghe hết trơn. Tối bình thường ngoại. Tụi nhỏ là gì đó thì tập chuyện đúng không? Ông được có bắt nó đi. Là 7 giờ thằng quê đúng không? Ông bà nấu đây cho. Nãy ông đi ăn. Con đang nghỉ đi anh. Ông bà nấu đây cho con xin. Anh ơi. Cũng vô được rồi, vừa vừa thôi, vừa mãi thôi. Nó có lòng rồi, chị thay đổi nó đi. Cái gì mà lớn với nhau, cái gì với nhau. Đúng là nó làm cho mọi người buồn. Làm cho mấy ông buồn này kia tôi không biết. Nhưng mà nó biết lỗi rồi, tôi nhận nó thay đổi nó đi. Có ai đâu mà mèo kia cũng chơi với mày. Đáng là quê đúng không? Đúng không? Và ba cái chuyện này là một cái chuyện đúng không? Bà nấu đây cho con. Em có hồi nãy, em có. Không có. Chú ơi, không có làm buồn đâu. Con tao không có đi mày ơi. Còn à, tao nói gì? Nói gì? Sai đâu? Thằng Nghĩa hả? Có là của em hả? Dù sao? Sao giờ tôi, thằng Nghĩa đang hớt tóc rồi, hớt cháu bị trong bánh gãy cổ chết luôn. Mày đừng có đi, đừng đi hớt tóc nha. Tôi bảo sai, bỏ mũ lại đây. Thằng béo bị phình bụng rồi nó ngã ngang luôn đúng không? Ăn nhiều đúng không? Trời, Nghĩa ăn rồi, Nghĩa ăn rồi. Bà nói đây cho con xin đi ông bà. Trời ơi của mày ơi. Ông nói cái gì? Nãy ông nói cái gì? Thằng Quy đi liền không hả? Ủa tao biết tao chạy về thấy ông bà. Gì đâu Quy? Nãy gì đó ông nè. Ông đừng bắt đi nè. Dạ. Giờ ông muốn sao? Dạ. Bắt đi hết rồi, xin cần ai chứ? Thôi xin đi, đừng có bắt đi mà. Đi nãy. Nãy. Lấy bãi xuống nghe bạn nhắc à. Quay quay đi qua đi qua đi qua đi. Qua đi. Alo các bạn. Mình đã thành công rồi. Mình đã chạy dính rồi. Chạy tiêu chân. Ê ơi. Dạ. Ê ơi. Chị điều. Bây giờ ra quay lại. Bây giờ quay lại một số chán luôn á. Nhà còn nữa kìa. Nhà còn nữa kìa. Có những bà tao nằm mấy đứa vô nói tao kìa. Nó hay không? Ông ngoại ơi, ông ngoại bây giờ nó ngoại. Lại vô đó bà nó lại đây. Bây giờ nó lại đi mình nó ngoại đó nói chuyện mình hết kìa. Trời ơi, sớm nằm đây nè. Nó lại vô nó nhóc chuyện hết trơn á. Điên nó vậy tao với ba tao ngồi đây giờ ba gọi là không gọi nghe nhạc. Ông ngồi nè. Ờ giống nội. Mới nãy ông ngồi đó ông còn cụng ông nói chuyện với ông nào á. Tôi nhớ bắt bà... anh em tôi đó. Tôi nhớ bắt 6 giờ nữa. Cái mày nó cái bao đầm mộng cái gì chứ quái có gì đâu. Vậy ông còn nói tôi 3 giờ bắt tôi 3 giờ nữa.
Trời cha ơi cha. Ông ngoại ơi ông ngoại. Tôi trả giá luôn trời. Ba cái nhang còn luôn nè. Mới đúng nhang lại xuống dụng xối trắng nè. Dạ cái nhang mũi của tao mà. Nhang mũi ngồi sợ mũi cắn mà. Mấy mày làm sao. Trời. Làm nhảy tao còn được chưa bắt đi luôn đi. Mà điên hết tao nhậu vậy lâu. Sỉnh bà nó gọi đợi phải ra vậy lộn. Nhậu chưa nhậu thì chưa lo chưa bia chứ. Có gì vậy ai. Vì nãy giờ ngồi đây chạy chạy. Mày đi như vậy tao ngồi với ba tao mà mày điên hả? Mày vô là không thấy ổng luôn á. Tao có tao đi nè. Nằm bây giờ đó tao ngồi đây nè, tao uống bia nè. Không nằm tao luôn là không ai. Mấy ông ngồi đấy ông xỉn ông ngồi đó nói chuyện nên nói chuyện với anh. Nói chuyện với anh, uống đứa lại cùng ngồi đầu luôn. Tự nhiên anh ngắt rồi. Tự lại trời nghe nó bắt chạy về giấy ông bà ông giải trong giờ ở nhà kìa. Đúng rồi mày vô mặt thấy coi thấy có gì không thấy gì kỳ vậy. Có gì đâu. Có gì đâu. Mà ba nhớ. Tao ra này vậy. Mắt mày đeo đó phải rồi. Có đâu ơi. Đằng là chờ cái nhang đốt chớp lại mất khủng nè. Nè nó nghe nè. Rồi đeo nó vô là nói chuyện là thấy người có âm đó chứ mày đâu thấy đâu. Tình nghĩa thì là nó sao mà đó. Đeo nó vô là thấy người có âm rồi đó. Rồi mày. Không nhưng mà mình nhỏ này nè. Đeo chi vậy trời. Mà nãy thấy rõ ràng luôn. Vậy là đi theo chung với nghĩa luôn nhiều chính lấy luôn rồi. Trai ba vào uống cửa. Đấy, đấy, ai chọi chai ly gì tùm lum lá chứ. Cậu hộ tao hát xong rồi đừng đừng đừng. Còn cái chai gì chứ. Ly với lại bia của tao chuối cho chim cá. Rồi đợi ra cái chiên ăn để nhậu luôn rồi. Vậy cái còn gốc còn ly không sao rồi đó. Cài còn gốc ly của ba chai chứ kìa. Sợ nha. Nghĩa nữa sao rồi đó coi coi. Sợ nha. Nãy ông còn nói ông đi Kiên Giang về rồi ông cho ai có gian thì về nhà ngồi. Anh nói đó. Điên quá. Mày đi rồi chở ai đó. Mày đừng có dòng theo đi trời. Nãy kêu mày á kêu dâm tao đi. Hai mình đi coi. Có gì là bằng chứng nó được đâu. Nó đâu có chỗ đó đâu. Để cắt viên. Còn tao có đi mua đồ nhậu nè. Tự nhiên cầm kéo cắt viên gì. Gì quậy vậy? Âm chứ gì. Ông nội chạy có âm theo cái gì cắt coi. Dạ có kìa coi nghĩa kìa ghê lắm kìa kìa. Nóng trò kìa kìa nó có sao không. Anh đi đi. Nó nói 6 giờ đi bắt tôi đi mà. Không hiểu không. Mấy giờ rồi coi mấy giờ rồi, nãy ông hẹn tôi 3 giờ gửi 3 giờ đúng không? 3 giờ trời ơi đúng không? 3 giờ chính rồi. Đúng rồi. Nhưng mà tôi bé bị bụng bự ra mà. Mày bé có bụng bự ra mà. Thằng chưa bé đó. Ông lên đây. Cầm mấy nhang cho tao. Mày cầm mấy nhang cho tao. Đốt bột, đốt bông lông cho tao. Mà nè, màn xít ấu thuật nè, tao đâm ra đây cái. Ngồi xuống. Nãy em nói chuyện nha, em nói chuyện lên nói lại coi. Thì nó chuyện nha, rồi tôi bay ra tính cho anh bay là uống bia xong chỉnh rồi. Trời ơi, giờ cầm cái ly bia lên mà ngồi như vậy nè. Cái gục cái gạt, cái gục cái gạt. Tôi nói ông gọi bà ơi, cái bà ba giờ. Ừ, là trời, chuyện diễn cái gì trời. Thường ngày mấy bay kêu sắp đặt á, hàng hải á, cho anh tao phải không? Bữa nào hợp tác cho anh thử mấy mày cảm giác như thế nào đúng không? Mới nãy làm đi chân thiệt chứ gì nè. Cũng cha con hợp tác kìa. Cầm cái ly bê làm nè. Cho anh tao thì cho anh tao thì cho anh lại thôi. Hước đồ nhức nách. Chém đồ nhức tâm lợi vậy. Đồ nhức nách. Cũng giỡn nha, tao chứ cái bài cũng tấm viên à. Tới 3 giờ mọi người, tới giờ ổng đi với mày. Tao mấy mình quánh ổng đi. Làm tốt thôi. Không có giỡn nha. Là mấy giờ? Đủ rồi cháu dạ. Có 44 giờ mà quýnh ông cái cho ông đi theo luôn nè. Thấy không? Ủa trời. Giỡn nha. Ai nào mấy bút bò là luôn. Vậy mà vô mà đi mà sao bấm mà tắt cái ná mà tắt cái nhấm mà kẹt bà like mà subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn.